việc đi. Làm việc đi. Ôi, khủng khiếp quá. Thì ra đây chính là xã hội robot thống trị con người mà Cừu Bay hướng đến. Không được lười biếng. 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 Để cô gái đó yên. Phải nhanh chóng hạ hết đám robot này để đến giúp mọi người. Tám Tuốt, con tìm xem bảng điều khiển của toa tàu này ở đâu. Dạ, cứ để con. Ba bự, cố lên mama bay, cố lên chớp chớp. Hả? Loại bỏ kẻ xâm nhập, loại bỏ kẻ xâm nhập. À! Tám Tuốt. May quá, cảm ơn ông Polo nha. Ha, đừng có tưởng bở, ta không quyết định cứu người trái đất. Hay chơi trò anh hùng với các ngươi đâu. Là tại cái cửa cứng quá thôi. Chúng ta không phá được. Mau dọn dẹp chỗ này nhanh. Rồi tiếp tục tới to sau. Tám Tuốt, còn ném ba lô qua đây cho mẹ. Mọi người ơi, bắt lấy này. Sữa Cool sẽ giúp mọi người bổ sung năng lượng, lấy lại sức lực sau khi đã làm việc vất vả. À, bảng điều khiển của ta này đây rồi. Đây rồi. Thế này nữa. Vậy là xong. Mọi người ơi, con tàu đang tạm thời dùng năng lượng dự trữ. Mọi người không cần phải lao động nữa. Con gái giỏi lắm. Trước hết phải đưa những người ở đây trốn đi đã. Nhưng các toa tàu còn lộn xộn lắm. Làm sao họ vượt qua mấy cửa an ninh được ạ? Này, khoan đã. Đã mất thời gian với đám robot ở đây, các ngươi còn đòi đem hết mấy tên này đi trốn sao? Hả? Cứ như vậy thì bao giờ mới đến được đầu tàu? Nhưng chúng ta không thể để họ tự đi được, rất nguy hiểm. Ta không quan tâm, chúng ta hợp tác là để đến được đầu tàu, đánh bại con cừu mấy kia, càng nhanh càng tốt. Trò anh hùng của các ngươi làm ta chậm lại. Nào nào, hai người bình tĩnh. Papa nói rất đúng, ta phải đảm bảo an toàn cho người dân. Nhưng Colo cũng có lý. Ta không có nhiều thời gian vì năng lượng dự trữ trong khoang này sẽ cạn dần. Có lẽ phải có giải pháp nào xử lý cả hai vấn đề cùng một lúc mới được. Cái đó phải hỏi ta đây. Ta đã hack lại thành công vào hệ thống điều khiển rồi. Tốt quá, vậy mau tắt hệ thống an ninh đi. Để mọi người ở đây tìm chỗ trú ẩn. Được rồi, xem ta đây. Hey, hey, hey. Rồi đó, các ngươi nhanh chân thì mau mau trốn khỏi đám robot đi. Mọi người mau quay về các toa dân cư đi. Có thể trốn ở trong nhà sẽ an toàn hơn. Chúng tôi sẽ giải cứu những người ở các toa khác. Thế nào
vào xâm nhập hệ thống của ta. Cô mấy, lại là ngươi à lão béo? Tưởng chỉ như vậy mà đòi chiếm quyền điều khiển của ta? Trời, những công dân robot của ta, sao các ngươi dám? Được lắm, đã vậy thì ta sẽ cho các ngươi tới thẳng đây rồi tiêu diệt một thể. Mất quyền kiểm soát rồi, nhưng không sao, những toa tàu đã tắt hệ thống an ninh thì vẫn ổn. Đúng là quy trình hắc ta làm ra có khác, chính ta cũng không khóa lại được. Kiểu này phải có sự hỗ trợ của tên đã đập trình đồ tàu mới xong. Cừu mây đã mở đường cho ta đến chỗ của nó rồi, ta đi ngay nào mọi người, không để mất thời gian hơn nữa. Ê, đám đáng ghét kia, cứ chờ đó. Chào mừng mọi người đến với đấu trường của ta. Dù có bao nhiêu robot thì chúng ta cũng sẽ không chịu thua đâu. Xông lên luôn nào, các bạn của ta. Ha, một mình ta là đủ rồi. Mọi người ơi, tiến sĩ Noi trên kia kìa. Các bạn gia đình nông dân siêu phàm, trong phòng nghỉ vẫn còn người bị mắc kẹt, mau cứu họ. Ta sẽ không cho tên nào sống sót. Để đó cho Baba. Mama Bay, cho ta lên chỗ lão nô cùng với. Lợi hại quá. À, em có ý này. Ừ, anh hiểu rồi, ta làm thôi. Lão bụi giờ y như quả cà chua. Cái gì? Tấn công nó. Không sợ, mình đã được Hoodie Queen bảo vệ rồi. Dù có tia laser, người cũng không bắn chúng ta được đâu. Thằng dốc đi, xem đi. Lêu lêu lão bụi béo ú, lười vận động nên không đuổi kịp ta. May quá, mọi người vẫn an toàn. Hả? Mọi người, mau đi theo tụi em. Các anh giúp mọi người ở những toa khác di tản nha. Cừu mây ở đây, cứ để gia đình nông dân siêu phàm chúng em lo. Phải mau lấy lại quyền điều khiển con tàu. Ta đang xâm nhập gần sông rồi, phải cần ông phụ một tay nữa. Hai người cứ tiếp tục nghiên cứu ở đây, nhớ cẩn thận những đòn tấn công. Được.
ta cũng sẽ cho các ngươi biết tay. Ta sẽ xử lý ngươi, tên phản bội. Ngươi bây giờ làm gì có cửa với ta? Ngươi mất trí rồi bụi. Chẳng lẽ ngươi chịu làm tay sai cho đám máy móc kia sao? Sống lên! Yeah! Cứu tinh từ khoang nông trại đến rồi đây! Hứa gì chứ? Mưa ơi! Hãy thổi bay bụi bẩn đi nào! Được lắm. Tỉnh lại coi lão bụi. Ngươi không phải thuộc hạ của cừu mây, mà là đồng minh của bọn ta, là thành viên của liên hiệp ác nhân. Không lý nào lại bị con cừu mây kia tẩy não được. Thức tỉnh đi. Hả? Phải rồi, ta là ác nhân. Ta là lão bụi, cùng khô lô và tiến sĩ đơ thực hiện những kế hoạch sâu xa. Tốt, ngươi tỉnh rồi. Tốt rồi, lão bụi, ông hãy quay lại các toa phía sau và nói đám bụi đỏ dừng tấn công mọi người đi. Hả? Sao ta phải nghe? Bọn ta đang hợp tác mà. Đi, ta cũng sẽ xử đám robot ngoài đó. Để phục hồi năng lượng đi nè. Đúng loại ta thích. Cảm ơn nhóc con. Những đòn tấn công của chúng ta không có tác dụng nhiều. Còn rắn chắc nữa, ta không thể cận chiến với nó mãi được. Con người, hãy chịu thua đi. Đừng vội đắc chí, vẫn còn chúng ta đây. Là các anh. Hả? Những toa phía sau đã ổn định, bụi đỏ cũng đã được kiểm soát, nên chúng tôi quay lại giúp mọi người đây. Chỉ là một đám cầu thủ thì làm được gì chứ? Chúng ta sẽ không thua trên sân bóng. Lên nào mọi người. Tám tuốt, còn mau lấy sữa cuôn cho các anh bổ sung năng lượng.
Dạ. Là quả bóng cua lại tích thêm năng lượng. Đừng có đùa với ta. Xem đi. Ta thấy rồi. Không. Đi bàn nào. Không thể nào. Yeah. Ngươi đã bắn nhầm vào quả bóng ta đá lên cùng lúc rồi. Ta chưa chịu thua đâu. Ta vẫn còn một chiêu cuối cùng. Hả? Nổ đi cho ta. Phá hủy con tàu này đi. Hả? Tự hủy sao? Không xong rồi. Đừng lo, chúng tôi đã có lại quyền điều khiển con tàu rồi đây. Mọi người, ném cừu máy ra ngoài đi. Rõ rồi. Chúng ta thắng rồi. Cuối cùng cũng xong. Vẫn còn một việc nữa. Đó là nhờ ban nãy bụi đỏ ô nhiễm đã bị hút vào tàu rồi thả hết ra ngoài đường hầm không gian đấy. Đúng là một công đôi chuyện. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không sao mà, dù sao chúng tôi cũng được mời lên để bảo vệ đoàn tàu còn gì. Từ giờ tôi sẽ phải hoãn lại dự án đoàn tàu cứu sinh thôi. Cần phải sửa chữa, nâng cấp và lập trình lại nhiều thứ lắm. Tiến sĩ Noah ơi, nhớ sửa chữa cho cùng May nữa nha. À phải rồi, ta cũng phải chăm sóc cừu mây nữa. Ta muốn nó sẽ lại là linh vật tốt bụng của đoàn tàu. Chà, ta phải nghiên cứu nhiều thứ lắm đây. Và cố gắng để đoàn tàu giúp được nhiều người hơn, không chỉ các công dân ưu tú chẳng hạn. Ví dụ như cải tiến để con người dù sống tiện nghi hơn, cũng không quá phụ thuộc vào máy móc. À đúng rồi, đúng rồi. Ủa giờ sao? Đánh nhau nữa hả? Thôi thôi, ta mệt lắm rồi, về căn cứ nghỉ ngơi cái đã. Sao hôm nay ta phải vận động hàng ngày nhiều hơn cho cơ thể khỏe mạnh mới được. Các ngươi cứ chờ đó, bọn ta sẽ quay trở lại. Rồi rồi, đi về đó. Ta để mấy tên đó chạy như vậy không sao chứ? Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Ban nãy chúng cũng đã phối hợp với chúng ta rất tốt. Tạm thời mối nguy bụi đỏ đã được giải quyết, nhưng chúng ta vẫn nên tuần tra xem đám bụi còn sót lại ở đâu không. Vậy là mọi người lại được ra ngoài rồi. Các bạn nhỏ sẽ tha hồ vận động vui chơi, tập thể dục thể thao để ngày càng khỏe mạnh hơn nữa.
mình cũng phải nhắc nhở mọi người chú ý bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh để trái đất không bị ô nhiễm hơn. Như vậy mới không có thêm thảm họa khác xảy ra, đúng không ạ? Đúng rồi, đoàn tàu cứu sinh chỉ là một giải pháp tạm thời thôi. Nếu con người không có ý thức bảo vệ mình thì có bao nhiêu hành tinh xanh đi nữa cũng không bao giờ đủ đâu.